Xin chào các bạn, mình là ID, mình đến từ elearning@lovehaslos.com. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài về JavaScript, lập trình bát. Bài hôm nay mình sẽ nói về mảng và vòng lặp trong bát. Thì làm thế nào để tạo một cái mảng? Mình sử dụng cấu trúc set và tên phần tử. Tiếp theo đó là giá trị của phần tử. Thì cái chỉ số 1, 2, 3 ở đây chính là cái index, tức là cái chỉ số của phần tử. Thì đây sẽ tạo một cái mảng 1 nhân 3, tức là mảng một chiều có 3 phần tử. Vậy thì mình muốn in cái phần tử thứ hai, ví dụ thì mình sẽ dùng cấu trúc echo phần trăm tên phần tử ở trong và phần trăm. Thì kết quả hiện ra sẽ là cái giá trị của phần tử thứ hai là second one. Tiếp theo, một cái khác ở đây mình đặt một cái danh sách có 4 phần tử như thế này. Cái list này sẽ bằng 10, 20, 30, 40. Mình cho cái biến A chạy trong cái 4 cái phần tử này và sau đó nó sẽ in cái giá trị A ra. Tức là mỗi khi nó chạy, nó gặp phần tử đầu tiên, nó sẽ in phần tử đầu tiên. Để gặp phần tử thứ hai, nó in phần tử thứ hai. Và kết quả cuối cùng sẽ nhận được là như thế này. Nó sẽ in 4 phần tử ở trong cái clip này ra. Tiếp theo đó là cấu trúc looping, là vòng lặp for. Ở đây có cái 3 phần tử như thế này. Và mình cho cấu trúc for. Cái này gọi là looping. Sau đó y sẽ chạy từ 1 tới 3 và cái bước nhảy là 1. Sau đó thì nó sẽ in cái phần tử y ra. Thì kết quả sẽ được là 3 phần tử, 3 giá trị như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ ở trên. Mình xóa cái này thì mình đã chạy từ trước. Bây giờ thì cái file số 1 là đây. Mình sẽ in cái phần tử số 2 ra. Đó, mình kích đúp vào nó chạy ra kết quả là 20. Tiếp theo cái thứ hai là đây. Nó sẽ in 4 cái phần tử này ra và mỗi cái phần tử được viết vào một cái file .txt. Cái tên của nó và cái nội dung sẽ có cái giá trị là cái phần tử ở đây. Mình chạy file số 2. Thì nó đã hiện ra đây. 10, 20, 30, 40. Tiếp theo đó là bài ví dụ thứ 3. Ở đây thì mình sẽ dùng cấu trúc for và looping cho y chạy ở từ 1 tới 3 và sau đó sẽ in hiển thị cái giá trị y hoặc là hiển thị cái giá trị n và xuất ra cái file .txt giống như ở cái ví dụ thứ hai này. Thì mình sẽ dùng đây, nó sẽ hiển thị như thế này. Tiếp tục vào đây và nhìn thấy nó sẽ xuất ra kết quả 1, 2, 3 cùng có 3 phần tử độc lập. Cảm ơn các bạn theo dõi.